Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Góc Nhìn Kính Hiển Vi. Vấn đề về sức khỏe sinh sản luôn được mọi người quan tâm, đặc biệt là ở nam giới, tỷ lệ vô sinh thì ngày càng gia tăng. Nguyên nhân nó do từ đâu? Và tinh trùng như thế nào là một tinh trùng tốt? Để giải đáp về vấn đề đó, xin mời quý vị và các bạn hãy quan sát tinh trùng dưới kính hiển vi. Hiện tại mình đã thu thập được một lượng tinh dịch. Bây giờ mình sẽ lấy một mẫu nhỏ cho vào kính hiển vi để chúng ta cùng quan sát nhé. Wow, chúng ta có thể thấy một cộng đồng tinh trùng đang bơi lúc nhúc. Trong đó có rất là nhiều con khỏe mạnh nha, nó bơi ghê, nó bơi rất là nhanh ghê. Nhưng có con thì nó cũng nằm im, mấy con đó là chắc cũng sắp quẻo rồi. Bây giờ mình sẽ cho các bạn thấy đâu là một con tinh trùng khỏe nha. Đây là một con tinh trùng khỏe nè các bạn. Các bạn có thấy nó bơi rất là nhanh không? Nó bơi cực kỳ nhanh luôn. Đó, những em này là có khả năng về đích cao lắm nè. Những con mà như có cái đầu to như thế này nè. Đó, đầu to bơi chậm hay có thậm chí là ù lì đứng im vậy là những con này là thua. Con này chắc chắn là không thể nào được. Nhiều khi để trứng trước mặt nó cũng bơm vô không nổi luôn á. Bây giờ mình sẽ đi soi mấy cái chỗ khác coi xem có cái con nào nó có cái gì đặc biệt hơn không nha. Ồ, mình có thể thấy cái con này, cái đầu của nó rất là nhọn, nó bơi nhanh ghê luôn. Ôi con này thì đuôi dài, trời ơi, sao đuôi nó dài dữ vậy ta. Mà có vẻ nó lắc hơi mạnh thì phải. Wow, ở đây nói chung là mỗi con thì nó có mang mỗi cái cách di chuyển và cái hình thái khác nhau. Chỉ có một giọt nhỏ thôi mà chúng ta thấy quá trời tinh trùng như thế này. Vậy các bạn có biết một lần xuất tinh ra thì người đàn ông giải phóng được bao nhiêu tinh trùng hay không? Theo các nhà khoa học nghiên cứu thì một lần xuất tinh, người đàn ông sẽ giải phóng từ 20 đến 200 triệu tinh trùng. Và trong số đó chỉ có một con là bơi tới đích thành công. Các bạn có thể hình dung như thế này, dân số Việt Nam mình đâu đó ở 100 triệu dân. Vậy trong một cuộc đua mà toàn dân Việt Nam mình cùng nhau thi đua mà chỉ có một người thắng cuộc thì người đó chính là các bạn đó. Cho nên ngay từ trong bụng mẹ thì chúng ta đã là người chiến thắng rồi. Nên cuộc sống này các bạn hãy trân quý nó nhé. Ở một người đàn ông khỏe mạnh, tinh trùng sẽ được sản sinh hàng ngày. Tuy nhiên để có một con tinh trùng trưởng thành như thế này thì cơ thể mình phải mất hơn 10 tuần mới sản xuất ra được nha các bạn. Sau khi tinh trùng sản xuất ra xong thì nó sẽ được bảo quản ở mào tinh. Ở khu vực này nó sẽ nằm yên đó chờ được xuất tinh. Tuy nhiên có một số trường hợp như là người đàn ông không được xuất tinh ra ngoài thì tinh trùng nó sẽ ở trong tinh hoàn này sau 74 ngày nó sẽ bị tiêu biến nha các bạn. Và cơ thể mình sẽ tạo ra lớp tinh trùng mới tiếp tục chu kỳ. Vậy một con tinh trùng nó có cấu tạo như thế nào và hình hài nó ra làm sao? Bây giờ xin mời các vị và các bạn hãy đón xem tiếp nhé. Ở độ phóng đại này chúng ta có thể thấy rõ hình dạng của con tinh trùng rồi đúng không các bạn? Thì một con tinh trùng nó sẽ cấu tạo gồm 3 bộ phận chính, đó là đầu, thân và đuôi. Đầu của con tinh trùng là cái bộ phận này rất là quan trọng nhất nè, nó sẽ chứa mã thông tin di truyền của người đàn ông. Thân của nó chứa năng lượng để giúp cho con này nó sống sót đó. Còn cái đuôi để nó bơi. Tinh trùng của người đàn ông thì người ta được chia làm hai loại. Một loại là tinh trùng nam và một cái là tinh trùng nữ. Giới khoa học hay kêu là tinh trùng X và chương trình mang nhiễm sắc thể Y đó. Hai con tinh trùng này nó có sự khác biệt nha các bạn. Con tinh trùng mà mang nhiễm sắc thể X nó quy định giới tính nữ. Thường nó sẽ nhiều hơn, nó khỏe hơn, nó sống lâu hơn. Nhưng mà nó bơi chậm hơn. Còn con tinh trùng mà mang nhiễm sắc thể Y, nó quy định giới tính nam, thì nó ít hơn, nó yếu hơn, nó ngắn hơn, nhưng nó bơi nhanh hơn. Dựa vào đặc tính này, thì chúng ta có thể có xác suất để mà chọn giới tính con của mình dựa vào cái ngày quan hệ gần ngày rụng trứng nhất hay là xa ngày rụng trứng hơn để có được con gái hoặc là con trai theo ý muốn nha các bạn. Nói đến đây thì mình nghĩ đến những câu chuyện hay những bộ phim mà của Trung Quốc. Người đàn ông thường cần đứa con trai để mà nối dõi tông đường. Nếu người vợ nào mà chỉ đẻ những toàn là con gái thì họ hay oán trách hay đổ lỗi cho vợ mình không biết đẻ. Cái quan niệm đó là hoàn toàn sai lầm nha các bạn. Tại vì giới tính của đứa con nó sẽ phụ thuộc vào người chồng chứ không phải là người vợ. Các bạn có biết tinh trùng nó sống được bao lâu không các bạn? Tùy vào môi trường mà nó sống được lâu hay mau nha. Nếu mà nó ở trong tinh hoàn mà nó không được xuất ra ngoài thì sau 74 ngày nó sẽ tiêu biến.
đặc biệt là những người mà nam giới mà sốt cao hơn 40 độ C trong vòng 30 phút thì 80% lượng tinh trùng ở trong tinh sẽ bị chết đi nha các bạn. Cho nên những người mà đã vừa bị bệnh dậy hay là bị sốt, tốt nhất chúng ta không nên quan hệ với vợ mình. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà chúng ta quan hệ vô tình, cái số lượng tinh trùng này mà nó có cơ hội gặp được trứng thì mình sẽ có được những đứa con nó không tốt nha các bạn. Nó có thể nó bệnh hay sao đó, thì nói chung mình muốn con mình luôn khỏe mạnh mà, cho nên mình chỉ kiêng cử ra những cái lúc như thế này. Còn nếu mà tinh trùng mà nó được bơi vào âm đạo của phụ nữ thì nó sống sót tối đa là được 5 ngày. Tuy nhiên nếu mà tới ngày thứ 5 thì nó lúc đó nó yếu xìu rồi, nó cũng không còn mạnh khỏe nữa. Nó chỉ mạnh khỏe nhất là trong 12 tiếng đầu, lúc đó là nó bơi nhanh nhất và nó mạnh nhất. Một số người đàn ông mà xuất tinh ra bên ngoài mà nó không vào âm đạo, môi trường không khí tự nhiên á, thì tinh trùng nó sẽ sống được từ 10 đến 20 phút, đến khi mà cái tinh dịch của mình nó không còn giữ được cái nhiệt độ thích hợp nó sống nữa, đó là nó sẽ chết đi. Có một số chị em phụ nữ sợ đi tắm hồ dịch vụ để bị mang bầu. Cái quan niệm đó là hoàn toàn sai lầm nha các bạn. Nó ở đây nó có hai vấn đề. Thứ nhất á, là không có con tinh trùng nào mà nó sống được trong môi trường nước mà quá 10 giây hết á. Nó gặp là nó chết liền à. Còn cái trường hợp thứ hai là vô tình nó bơi vào được âm đạo đi, thì các bạn cứ nghĩ đi, môi trường nó nhỏ xíu vậy mà nó bơi từ đầu âm đạo mà vô tới buồng trứng thì quá xa với nó, là nó không thể nào nó bơi nổi hết á. Cho nên cái vấn đề mà các bạn nữ đi bơi ở hồ dịch vụ mà mang bầu là hoàn toàn sai lầm, nhưng không có đâu. Đàn ông thì ai cũng muốn mình có một sức khỏe thật tốt, chẳng có ai muốn mình yếu sinh lý cả. Vậy làm thế nào để có một đàn tinh binh khỏe mạnh? Các nhà khoa học nghiên cứu nha các bạn, khi mà mình để các thiết bị điện tử ở gần tinh hoàn của mình thì nó sẽ ảnh hưởng đến con tinh trùng rất là nhiều. Nhất là cái thói quen của người đàn ông của mình hay để điện thoại vào túi quần bởi vì nó thuận tiện. Tuy nhiên nếu các bạn mà đang có muốn có con thì tốt nhất chúng ta hãy để điện thoại của mình hay các thiết bị điện tử khác lên các vật dụng như là túi áo hay là trong cặp, ba lô chẳng hạn, hạn chế đặt ở túi quần. Cái thứ hai về chế độ ăn uống thì chúng ta nên ăn uống điều độ, đầy đủ, không nên ăn thức ăn nhanh. Thức ăn dầu mỡ nó cũng ảnh hưởng đến chất lượng của tinh trùng. Ngoài ra các bạn cần phải có chế độ sinh hoạt, tập thể dục, thể thao để giúp cho cơ thể mình nó khỏe mạnh. Và đặc biệt cái vấn đề này là về tâm lý. Khi các bạn stress thì dường như là các con tinh trùng của mình nó cũng yếu luôn, nó chết nhiều lắm. Để mà có con khỏe mạnh, các bạn có thể rủ vợ mình đi du lịch hay là nấu cho vợ mình những bữa ăn ngon để cho cùng gia đình quây quần bên nhau, tạo không khí thoải mái. Từ đó mình sẽ tạo ra được những khoái cảm tự nhiên giúp cho mình có dễ dàng có những đứa con khỏe mạnh. Đây là những thông tin mình muốn cung cấp đến cho các bạn. Các bạn cần muốn mình cung cấp những thông tin gì và quan sát những thứ gì dưới kính hiển vi thì các bạn hãy để lại phần bình luận ở bên dưới. Nếu các bạn cảm thấy video này hay thì hãy like và subscribe kênh để đăng ký và ủng hộ cho mình, giúp cho mình có những cái động lực để tạo ra nhiều video hay hơn nữa. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn.